Anh Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự nóng hổi cập nhật liên tục trên tin tức mới. Chương trình hôm nay của chúng ta sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tình bạn 17 năm của Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh đã khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Họ chẳng những đồng hành trong một thời gian dài mà còn luôn bên cạnh giúp đỡ nhau, bênh vực đối phương mỗi khi có vấn đề xảy ra. Tuy nhiên, cặp đôi này cũng có nhiều khoảnh khắc trên mức tình bạn. Mới đây nhất, Vũ Khắc Tiệp hé lộ khoảnh khắc đưa ba mẹ đến nhà Ngọc Trinh hỏi cưới đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Liệu quan hệ của họ là như thế nào? Theo đó, trên trang cá nhân, Vũ Khắc Tiệp đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh hai bên gia đình gặp mặt, bố mẹ nữ hoàng nội y và phụ mẫu của người bạn thân cùng chung một bức ảnh gia đình. Ông bầu chia sẻ, bố mẹ cứ bắt qua hỏi cưới. Có lẽ, mỹ nhân gốc Trà Vinh là cô con dâu xinh đẹp và thẳng thắn mà bố mẹ Vũ Khắc Tiệp nhắm đến. Cách nói chuyện với nhau cũng vô cùng cởi mở, gần gũi. Ngoài ra, trong cuộc trò chuyện có thể thấy Ngọc Trinh gọi bố chồng ngọt xớt. Đâu đâu, nãy bà làm sao? Khoảnh khắc hai bên gia đình đứng cùng nhau chụp ảnh, Vũ Khắc Tiệp khá ngại ngùng. Có lẽ lần đầu dẫn gia đình đi hỏi cưới nên còn nhiều bỡ ngỡ, còn không thì do thông gia diễn hơi lố nên ông bầu cũng không biết làm gì hơn. Dù chỉ xác nhận là bạn bè, Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh luôn cho thấy một mối quan hệ trên cả tình bạn. Cặp đôi này nhiều lần cho ra mắt những bộ ảnh cưới lãng mạn cùng nhau, mặc áo cô dâu nắm tay nhau trên đường phố nước ngoài hay một bộ ảnh lãng mạn tại Đà Lạt. Không chỉ có thế, Ngọc Trinh còn vô tư ngồi trên đùi Vũ Khắc Tiệp trong sự kiện hôn môi nhau ở nơi công cộng hay đi đến biết lại ngủ chung giường được hé lộ. Tất cả hành động đều trên mức tình bạn. Tuy nhiên, người trong cuộc không xác nhận mối quan hệ như thế nào. Chưa biết thực hư câu chuyện hỏi cưới ra sao, liệu Ngọc Trinh có về một nhà với Vũ Khắc Tiệp hay không, nhưng có thể nhận thấy một điều, gia đình hai bên đều quý con dâu và con rể. Ở ngoài có bao nhiêu thị phi, sóng gió, nhưng hơn ai hết, các bậc cha mẹ hiểu con họ như thế nào và sống tình cảm với họ ra sao. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin này hữu ích, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng tin tức mới. Ánh Ngọc xin kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.